Con vợ nó nói bậy nó bạ bỏ tù là đáng lắm Ngặt gì tôi thấy phận thằng bưởi cũng đáng tội nghiệp Lúa thóc thì ê hề chưa gặt Con cái thì lít nhít đầy nhà Nếu làm cho vợ nó ở tù thì Mày binh nó hay sao mà nói giùm nó Dạ Bẩm bà Mày làm tờ bẩm mà giải con đó hay chưa Bẩm bà tôi mới lấy lời khai của nó chứ chưa làm tờ bấm à ủa Còn chờ gì nữa dạ bẩm bà không gấp gì tôi định bẩm lại với bà rồi tôi mới làm mày muốn làm giống gì nó bẩm bà con vợ thằng bưởi nó khốn nạn lắm tôi biểu nó làm tờ khai nó cứ khai là cậu hai trai gái với lại em chồng nó hoài à tôi giả nó sưng mặt à, mà nó cứ một mực nó khai như vậy á à. thì lấy em chồng nó nó khai là lấy em chồng nó chứ sao tôi không có giận vợ thằng bưởi tôi giận nhà tôi với lại con em của thằng bưởi lắm hương quản có bắt con em thằng bưởi mà đóng trăng lại không nó có nói gì đâu mà đòi đóng trăng nó nó là quân ăn ba ai sao nó lại cả gan dám lấy chồng tôi để tôi xuống tôi xé nó cho mà coi bẩm bà hồi trưa thằng bưởi có nói lên đây lại lục xin lỗi bà không biết có thiệt như vậy không ạ à? có nó vừa lại vừa khóc nhưng tao chửi nát và bắt nó về rồi con vợ nó nói bậy nó bạ bỏ tù là đáng lắm ngặt gì tôi thấy phận thằng bưởi cũng đáng tội nghiệp lúa thóc thì ê hề chưa gặt con cái thì lít nhít đầy nhà nếu làm cho vợ nó ở tù thì... Mày binh nó hay sao mà nói giùm nó? Dạ... Bẩm bà, giải nó thì được rồi. À. Nhưng ra tòa, nó nói bậy nó bả. Mang tiếng cậu hai thêm mà. Thay kệ, cứ giải nó đi sợ giống gì. Cứ làm vậy một lần cho nó tởn tới già. Thưa mợ, mợ nói vậy sao phải? Có việc gì thì ở nhà mà xử. Việc đã rùm ben lên rồi còn giấu ai nữa chứ? Có gì mà rùm ben Hồi trưa tra khảo nó, tôi đã đóng cửa nhà diệt lại, đâu có cho ai nghe. Xin bà với mợ hai cho phép tôi đóng trăng nó tại nhà Việt vài bữa mà răng, rồi tha cho nó. Đồ khốn nạn! Nó nói bậy nó bạ! Tao muốn cho nó ở tù cho nó biết chừng. Nhưng thằng Hương Quảng mày nói cũng phải. Thôi, tao cũng dung cho nó một lần. Má tha chứ tôi không có tha Mà nếu có tha con vợ của thằng Bưởi á, Thì cũng phải bỏ tù con em nó cho tôi Thôi con Mình bỏ tù con vợ thằng Bưởi thì được rồi Nhưng ngặt con cái nó liêu nhiêu lít nhít Mà con em nó có nói gì đâu Chừng nào nó nói à, nó biết tài má Tôi giận cái con nó lắm Tôi muốn thấy tuồn cái mặt của nó ra làm sao Thôi cho má xin đi nếu rầy rà hoài á thì xấu mặt chồng con chứ có ích gì nhưng má phải đuổi thằng bưởi dọn nhà đi liền đi đừng có cho nó ở trong điền trong đất nhà mình nữa phải má biết con không cần phải lo việc ấy để má lo xong lúa ruộng rồi má tính cho